rằng Thomas Edison từng có một tuổi thơ đầy sóng gió, từng bị đuổi học vì quá ngu dốt và lơ đãng trong lớp. Cậu bé ngày ấy sau này đã trở thành nhà phát minh của mọi thời đại như bóng đèn sợi đốt, máy hát đĩa quay tay, máy chiếu phim, bút nén khí stencil, công tơ điện, cầu chì, taximeter, máy đếm phiếu, máy ghi âm nhờ cách dạy dỗ của mẹ mình. Hãy cùng tủ sách của Tom khám phá câu chuyện của nhà bác học đại tài Thomas Edison nhé! Người ta kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của nhà phát minh ra bóng đèn điện Thomas Edison. Tất cả đều dựa trên những nỗ lực trong học tập và nghiên cứu của ông cùng vai trò của người mẹ vĩ đại. Thomas Edison, tên đầy đủ là Thomas Alva Edison, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847 và mất ngày 18 tháng 10 năm 1931. Ông sinh ra tại Milan, Ohio, Mỹ, là con thứ 7 trong gia đình. Edison là một trong những nhà khoa học, nhà phát minh, thương nhân người Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Ông được đặt danh hiệu Thầy Phù Thủy ở Menlo Park, là người đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo và vì thế ông được coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên. Thời thơ ấu của Thomas Edison. Thuở nhỏ, Edison nổi tiếng là một cậu bé hiếu kỳ, ông đi học muộn vì vốn ốm yếu. Đầu óc ông luôn lơ mơ và giáo viên của ông luôn gọi ông là rối trí. Ông từng bị cho là có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển vì 4 tuổi mới biết nói. Trong khi bạn bè đồng lứa còn ham chơi thì Edison đã luôn băn khoăn tìm hiểu mọi vật quanh mình một cách thấu đáo. Ông cũng thường bị mọi người ghét bởi hỏi quá nhiều. Và cũng vì những câu hỏi chẳng đâu vào đâu của cậu bé mà giáo viên của cậu đã than phiền. Hôm qua cậu ta hỏi tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? 2 cộng 2 tất nhiên bằng 4, lại còn hỏi vớ vẩn gì nữa? Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi. Năm Edison 7 tuổi và mới đi học được 3 tháng, ông nhận được một mẩu giấy từ thầy giáo trường tiểu học Port Huro, bang Michigan, với yêu cầu mang về nhà cho mẹ đọc. Bà Nancy, mẹ của ông, nhanh chóng mở ra xem, nhưng vừa đọc xong thì bà bật khóc nức nở. Bà cố gắng bình tĩnh đọc cho con nghe. Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ con trai mình. Như vậy sau 3 tháng đến trường, Edison đã nghỉ học và được mẹ dạy dỗ cả về học hành các kỹ năng, bài học cuộc sống quan trọng. Mẹ của ông từng là một giáo viên ở Canada và bà rất vui mừng đảm nhận việc dạy con. Bà khuyến khích và dạy ông đọc, cùng làm thực nghiệm. Cuộc sống của Edison ở Port Huron vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ông bán kẹo kéo, bán báo trên các chuyến tàu hỏa từ Port Huron đến Detroit. Bảy tuổi, Thomas Alva Edison bị Reverend, thầy giáo của mình, coi là kẻ đần độn, tâm thần. Ông này đã cùng vợ mình dạy bọn trẻ nhớ bài bằng cách đọc to lên. Khi một đứa trẻ quên mất câu trả lời hoặc không học thuộc đủ tốt, thầy Reverend đánh nó bằng roi da. Vợ ông cũng tán thành cách giáo dục này với suy nghĩ đòn roi sẽ giúp hình thành thói quen học tập cho bọn trẻ. Thậm chí bà còn sử dụng hình phạt này nặng hơn cả chồng. Trong khi đó, Edison là đứa trẻ có thể chơi một mình ngoài trời cả ngày và thích tìm hiểu mọi thứ theo cách của riêng mình. Việc ngồi yên trong phòng học đối với ông là một điều rất khổ sở. Edison không thể học trong nỗi sợ hãi, không thể ngồi yên và ghi nhớ. Cậu thích nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài và đặt câu hỏi. Nhưng Reverend bực tức với các câu hỏi của Edison. Vì lý do này, cậu không học được bao nhiêu từ trường học trong mấy tháng đầu và luôn đạt điểm kém. Trong lớp học của những năm 1800, Thomas Edison gặp nhiều khó khăn trong học tập bởi mắc chứng khó đọc. Rất ít người biết về chứng bệnh này vào thời điểm đó. Phải đến đầu những năm 1900, tức hàng chục năm sau khi Edison rời khỏi trường, những nghiên cứu đầu tiên về chứng khó đọc mới được thực hiện. Và trước đó,
Thomas Edison bị giáo viên xem là có vấn đề về tâm thần. Sau khi cho Edison nghỉ học, mẹ cậu bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày để dạy cậu. Bà cũng truyền cho Edison niềm đam mê đọc sách. Chỉ trong vòng 6 năm, mẹ Edison đã truyền lại cho con tất cả kiến thức lịch sử, văn học, khoa học và nghệ thuật. Bên cạnh đó, bà luôn nhắc nhở Edison các đức tính thật thà, ngay thẳng, tự tin, cần cù, lòng ái quốc và tình yêu nhân loại. Edison học hành tiến bộ nhanh khiến cha ông rất hài lòng và thường xuyên cho con tiền mua sách. Edison đã từng nói, mẹ tôi đã tạo ra tôi, bà rất tin tưởng và chắc chắn về tôi. Và tôi cảm thấy rằng tôi có một điều gì đó để sống, một ai đó để tôi không thể làm cho thất vọng. Và cậu bé đặc biệt Edison ngày ấy cho đến trước khi qua đời đã có 1.500 bằng sáng chế, trong đó có 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông và các bằng sáng chế khác ở Anh Quốc, Pháp và Đức. Khi mẹ qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vang danh thế giới, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên ông tìm thấy một tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó. Con trai bà là một kẻ đần độn, chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa. Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký. Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ. Lời nói dối năm xưa của mẹ Edison đã giúp con trai không ngừng tiến bộ. Khi cả thế giới quay lưng với Edison, bà quyết định dùng niềm tin, tình yêu của mình để dạy dỗ con nên người. Trong mắt người mẹ, Edison là một thiên tài, chứ không phải là một đứa trẻ ngu dốt. Người mẹ vĩ đại này đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trai, bao bọc, che chở và là người thầy suốt đời của ông. Cuối cùng, bà Nancy đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ đã đánh giá sai về con trai bà. Câu chuyện của nhà bác học Thomas Alva Edison đã chứng minh người thầy tốt nhất của con, không ai khác, chính là cha mẹ. Việc giáo dục trẻ phải bắt đầu từ gia đình. Gia đình chính là trường học đầu tiên của trẻ. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của trẻ và cũng là người thầy sẽ dạy trẻ lâu nhất.